Em ăn đây quý anh chị ơi, chào mừng quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. Thì hiện tại thì em ăn đang có mặt trong một cái khu nhà vườn nghỉ dưỡng vừa mới xây luôn quý anh chị, rất là đẹp luôn, có hồ bơi nè, có sân vườn nè, và đặc biệt có một căn nhà xây dạng nhà vườn rất là đẹp luôn. Và căn này thì chủ mới xây trước Tết không được bao lâu nha quý anh chị, tức khoảng mấy tháng thôi đó. Có cả cái phía trước có một cái khu vực để mình ngồi mình ăn uống mình và mình có thể chiêu nè đó, có thể là làm tiệc nướng BBQ, ngồi uống trà uống cà phê buổi sáng cùng gia đình, và đặc biệt có một cái hồ bơi trước nhà trước phòng khách luôn đó. Thì vị trí đất hôm nay em muốn giới thiệu cho quý anh chị sẽ là một khu vườn nghỉ dưỡng sinh thái rất là đẹp luôn của một anh chủ. Ảnh rất là tâm huyết, ảnh rất là thích làm nhà vườn đó. Ảnh đã vừa mới làm xong cái khu nhà vườn này được vài tháng thôi đó. Thì cái khuôn viên đất này là nó rộng lên tới 1800, hơn 1800 mét vuông nha quý anh chị. Quay mặt đất của mình á, là sẽ quay mặt về hướng tây bắc, nó sẽ có cái quay mặt hướng tây bắc mình, mà cái kiểu như là nó bắc nhiều hơn quý anh chị à, nó là tây vài độ thôi đó. Thì còn cái nhà mình á, thì nó sẽ xây mặt có hai hướng luôn. Cái hướng cửa chính của mình sẽ là hướng tây bắc theo cái hướng đất luôn, và sẽ có cái hướng ra đây nữa, đây sẽ là hướng đông nam đó. Nói chung là nhà này thì phù hợp với hướng đông nam lẫn hướng tây bắc luôn quý anh chị đó. Thì cái lô đất mình có thổ cư lên tới 825 mét vuông thổ cư nha quý anh chị. Thì cái nhà vườn này nó sẽ tọa lạc tại thành phố Nha Trang luôn, thuộc thành phố Nha Trang luôn, và cách biển là khoảng 8 km, và cách trung tâm của thành phố Nha Trang là khoảng là 7 km nha quý anh chị. Đó, thì để trước khi em vô trong em quay chi tiết cái nhà vườn này nó đẹp như thế nào và nó đáng giá như thế nào, thì bây giờ em sẽ ra phía trước em quay cái đường đi cũng như là giới thiệu thông tin cơ bản của cái miếng đất này ha. Đó, thì em nói luôn cái giá ha quý anh chị ha. Thì toàn bộ cái thửa đất này bán cả nhà và đất, và thì chủ sẽ chuyển nhượng lại cho mình với giá là 11 tỷ cho 1820 mét vuông đất, và tặng cho mình một cái nhà vườn nghỉ dưỡng đã set up toàn bộ. Thì đây sẽ là cái mặt tiền trước nhà mình ha. Đó, thì đất của mình đây đó, thì đây là cái khu vườn nhà vườn nghỉ dưỡng của mình đây, rất là đẹp luôn quý anh chị, vừa mới xây xong do đơn vị thi công là công ty S-House. S-House thì rất là nổi tiếng tại Nha Trang rồi, chuyên họ thiết kế biệt thự nhà vườn rất là nổi tiếng tại Nha Trang cũng như là cả Việt Nam luôn nha quý anh chị. Thì cái đây là cái hình thù lô đất của mình nè quý anh chị, đất mình là đất nở hậu nha quý anh chị. Đó, đất mình thì nó có một cái khuyết điểm nha quý anh chị, là có một cái đường dây hạ thế đi qua đó, đi qua, nhưng mà nó nằm ở bên mép bên kia thôi chứ nó không có ảnh hưởng tới cái nhà mình nằm bên đây nha quý anh chị. Thì đất mình sẽ có tổng diện tích hơn 1800 mét vuông, có sẵn 825 mét thổ cư, bám mặt tiền đường ngang hơn 32 mét và nở hậu là cũng cỡ gần 40 mét thôi quý anh chị. Quay mặt về hướng bắc là tây, hoặc gọi là tây bắc. Đường trước nhà là một con đường bê tông rộng là khoảng hơn 6 mét, đường này là khoảng 7 đến 8 mét. Đó, thì vị trí mình sẽ thuộc là thôn Tây, xã Vĩnh Phương, trực thuộc thành phố Nha Trang nha quý anh chị, tỉnh Khánh Hòa. Đó, thì vị trí này thì nó sẽ thuộc khu vực xã Vĩnh Phương. Ở đây thì một nơi rất là lý tưởng để mình có thể an cư nghỉ dưỡng tại khu vực tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang. Đó, ở đây thì cũng gần sông Cái nha quý anh chị. Vĩnh Phương thì có con sông Cái chảy qua, làm cái ranh giới tự nhiên để phân chia khu vực xã Vĩnh Phương với các xã khác như Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc. Đó, và cũng như Vĩnh Phương nó cũng sẽ giáp ranh với Diên Khánh luôn, giáp ranh với xã Diên Phú của Diên Khánh. Vị trí này thì quý anh chị muốn đi chợ thì mình cũng sẽ có chợ Vĩnh Phương, thì cách đây là khoảng 800 mét thôi nha quý anh chị. Và cách cái đường chính là đường Hương Lộ 45 thì cách đây là cũng cỡ đâu đó là tầm 400 mét. Quý anh chị đi thẳng đường này luôn nha. Là mình đi thẳng ra mình sẽ gặp cái đường chính. Rồi mình sẽ quẹo theo tới hướng tay trái là ra đường Hương Lộ 45. Thì đường Hương Lộ 45 là cũng là trục đường chính. Nó sẽ kết nối thông về tới trung tâm đường Lương Định Của. Đó. Và từ đường Lương Định Của mình sẽ kết nối đi ra tới đường 23 tháng 10 cũng như là kết nối về các khu đô thị Vĩnh Điểm Trung á, chỗ đó có siêu thị Go, siêu thị Big C Go hay là Lotte đó. Thì từ đây tới đó mình đi khoảng tầm 3 km thôi quý anh chị ha, và kết nối đi ra biển luôn là khoảng hơn 7,5 km, gần 8 km là quý anh chị sẽ kết nối ra biển trung tâm Trần Phú ngay quảng trường 2 tháng 4 ha. Ở đây thì cực kỳ yên tĩnh luôn.
dân cư ở rất là đông. Và đặc biệt thì căn này thì chủ vừa mới xây, thì chủ họ xây được quý anh chị không? Thấy họ xây tường bao xung quanh rất là chắc chắn luôn quý anh chị. Tường này họ xây cao lắm rồi quý anh chị. Đó, đúc bê tông đồ rất là chắc chắn. Đó, cái tường này cao chắc em nghĩ chắc cũng phải cỡ 4 mét đó quý anh chị. Đó. Có làm mấy cái ô gió đó nha quý anh chị ha. Không có xây tường bịt bùng, nhưng mà làm mấy cái ô gió ở trên trang trí một cái đúc đè, đổ đè lên. Xong xây cái sơn cái màu đen nè. À, khu mình nằm khu vực mình nó thì Vĩnh Phương thì rất là yên tĩnh rồi. Đó, để nghỉ dưỡng ở đây thì quá tuyệt vời quý anh chị ha. Đó, chủ họ cũng đã xây từ cái nền cao nha quý anh chị. Cái đường này thì thông cũng ra được chợ Vĩnh Phương nha quý anh chị. Cách đây là khoảng 800 m. Chỗ đó có thể có trường học, ủy ban, trạm y tế đầy đủ luôn. À, không thiếu gì hết. À, coi như là trung tâm của khu vực xã Vĩnh Phương quý anh chị ha. Ở đây thì cũng gần các khu công nghiệp nổi tiếng của Khánh Hòa như là khu công nghiệp Đắc Lộc, Vĩnh Phương, khu công nghiệp cụm công nghiệp Dân Phú. Cách đây là khoảng 4 cây, 4 cây cho đến 5 cây, đi xe là khoảng 10 phút thôi. Rồi, nhà mình thì đầu tiên vừa vô mình sẽ thấy cho mình là trước là một cái bộ cổng rất là bề thế quý anh chị ha. Cái cụ cổng phía trước là chủ đổ bê tông rồi làm tường rồi rất là chắc chắn, cũng như là ốp đá rất là đẹp nè quý anh chị, ốp đá là rất là đẹp nè. Đó, phía trước đây có tiểu cảnh trồng cây. Nhìn rất là xanh mát ha quý anh chị ha. Nhìn cái cổng là biết cái nhà mình nó sẽ rất là đẹp bên trong ha. Đó, đầu tiên sẽ có một cái bộ cổng bằng sắt. Đó, kéo qua nha quý anh chị, lùa qua. Đó, và một cái cổng phụ để mình có thể đi bộ vô hoặc đi xe máy. Còn cổng này thì mình sẽ chạy ô tô vào quý anh chị ha. Cái sân mình thì mình có thể đậu được rất nhiều ô tô ha. Đó, sân mình thì quý anh chị có thể đậu được xe 16 chỗ. 16 chỗ chắc không phải 3 chiếc, xe 7 chỗ chắc phải 4 chiếc, xe 4 chỗ chắc cũng phải 4-5 chiếc không quý anh chị ha. Đây, thì đầu tiên bước vô là quý anh chị nhìn thấy cái bộ cửa của nhà mình đã không? Đó, đây là cái trụ cổng của mình nè, chủ họ ốp đá nè, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, cái trụ cổng của mình đây, cái cửa của mình là cửa sắt hợp, đó, sơn là sơn tĩnh điện màu đen. Đó, nhìn thấy cái tay nắm cửa này nhìn thấy rất là bề thế quý anh chị ha, cửa nè. Khóa này rất là chắc chắn luôn. Cửa này thì cửa lùa qua ha quý anh chị ha. Con răng nè. Cửa lùa qua. Thì trước thì chủ có trồng cho mình một cái cây. Cây rất là đẹp luôn. Cây này giống như cái cây bàn ha quý anh chị. Hình như cây là cây bồ đề. Đúng rồi, cây này cây cây này giống cây nhà em nè. Nhà em trước nhà cũng có cái cây giống vậy nè. Đó. Tường xung quanh thì chủ họ cũng làm hàng rào rồi lưới B40 rất là chắc chắn ha. Đất ở đây ở mình thì cũng là ngày xưa là đất lúa. Chủ họ mua về xong cái là họ cải tạo cái đất mình lên, họ đổ đất, họ sang lấp mặt bằng xong cái là họ làm cái xung quanh đó. Xung quanh đất mình là chủ họ cũng đã làm cái bờ kè quý anh chị. Họ làm cái bờ kè rất là chắc chắn và kiên cố, cho nên đây mình ở không bao giờ là lo cái chuyện là bị ngập nước hay là cái vụ là sạt lở quý anh chị ha. Rất là chắc chắn luôn. Ở trên cái sân ô tô thì chủ họ trải đá dăm. Trải đá dăm. Nếu quý chị mua về mà mình không muốn đá dăm thì mình có thể là mình làm cái khu vực này là làm bê tông, hoặc là mình có thể ốp ốp gạch, gọi là gạch sân vườn, gạch vỉa hè đó quý chị, gạch ốp vỉa hè, gạch cường lực đó, thì rất là chắc chắn ha. Thì khu vực sân phía trước nhà mình đây thì cũng có một cái sân rất là rộng nè, mình cũng có thể đậu thêm mấy chiếc xe hơi nữa đây nữa ha. Nếu mà như gia đình mình có khách á, tổ chức tiệc tùng đồ á, hoặc là giao lưu bạn bè thì mình có thể khách tới nhà là đậu xe trong nhà mình thoải mái luôn. Cũng phải cỡ sân, hai sân này có thể đậu cũng cỡ là 10 chiếc xe hơi ha quý vị ha. Đó, thì em sẽ review khu vực này trước ha. Nhà mình thì có hai hướng luôn. Đó, thì đây. Thì khu vực cái tường này quý vị ha, tường rất là cao luôn, cũng cỡ 4 mét á. Bên này thì chủ họ cũng trồng cho mình một cái khu vực tiểu cảnh là trồng các cái cây trúc nè, trúc quân tử nè. Đó, nhìn rất là xanh mát quý vị ha. Em vô tình em lên em thăm đường thôi mà cô mình em gặp cái cô làm vườn, các em xin cô vô quay luôn. Đó, coi như có duyên. Giờ em cũng đang có khách đi muốn đi xem cái nhà thực tế, nhưng mà mới gửi hình thì cũng chưa hình dung được, cho nên em quyết định em qua đây em coi cái đường đi, thì vô tình em xin cô làm vườn, các em xin vô em quay được luôn. Đó, nhà mình thì xây là tới 4 mặt thoáng, bởi vì là đất vườn mà bên đây là vẫn còn thuộc vào. À, cho nên là nhà mình rất là nhiều mặt thoáng quý anh chị ha. Có camera đầy đủ nè, camera hai bên đường. Đó. Nhà mình cái phòng này chắc là phòng ngủ của chủ nhà rồi. Đó, thì đây sẽ là cái mặt tiền của cái nhà mình đó quý anh chị ha, mặt dựng phía trước nhà.
Đó, nhưng mà cái khu vực này thì em quay ở ngoài thôi chứ là chủ họ để khóa rồi nha quý anh chị. Đó, thì đầu tiên nè, thì chủ họ sẽ làm cho mình mấy cái bậc tam cấp đi lên ha. Thiết kế rất là đẹp quý anh chị ha, nhìn nó rất đẹp rồi quý anh chị ha, nhìn nè, rất là đẹp luôn. Đó, phía trước đây thì chủ cũng làm cho mình một cái khu tiểu cảnh sân vườn, trồng mấy cái cây cỏ này giống như cái cỏ Nhật ở trong mấy cái resort hay là mấy cái khu vực sân golf đó quý anh chị ha. Sân golf cao cấp á, như trong mấy cái resort 5 sao á là người ta hay trồng cái cỏ này nè quý anh chị. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Phía trước đây cho mình sẽ có một cái cây cây này giống như cái cây dứa. Quý anh chị biết cái cây gì thì cái bình luận phía dưới ha, cái nhiều cây em không biết cái tên gì. Nhà em cũng có cái cây nào mà em cứ quên cái tên hoài. Đó. Đây sẽ là khu vực cái nhà mình ha. Khi quý anh chị mua thì tặng cho mình căn nhà này mới xây thôi mấy tháng nè, nội thất đầy đủ luôn, toàn là hàng hiện đại cao cấp. Ở trên là chủ họ cũng làm cái máy gọi là máy bằng á quý anh chị, máy bằng nè, mấy cái trụ sắt rất là chắc chắn, có cả camera nè, rồi cái tường á là chủ họ sẽ ốp cho mình cái gạch, đây là gạch gạch vân đá nè, vân đá 3D, nhìn nó rất là đẹp quý anh chị ha. Ở trong kia là mặt kính. Cái mặt nhà mình là chủ họ nâng cái nền cao lắm quý anh chị, do cái Vĩnh Phương mình là Vĩnh Phương là dễ bị những cái lũ lớn là hay dễ bị ngập nước, cho nên là chủ họ cũng tính toán rồi họ xây cao, cho nên là nếu những cái lũ lớn á, là nó lũ mà lớn cao nhất á, là nó chỉ ngập ở ngoài cái sân cỏ này thôi nha quý anh chị. Đó, ngoài sân cỏ này thôi. Đó. Quay lại cái mặt tiền chỗ này cho, thì hệ thống nước là đều là có bếp tưới tự động hết nha quý anh chị, một bếp tưới nè, hai bếp tưới. Cái túi tự động hết, mình điều khiển tự động hết nha quý anh chị. Đó, quay thêm cái mặt tiền cho quý anh chị coi ha. Đây là cái thềm nhà mình. Đó, bước lên. Đó, cái này có hai cái chậu cây. Đó, ốp mà ốp này là ốp gạch giả đá hết ha, vân đá hết ha, ốp gạch vân đá. Cửa này sẽ là cửa gỗ. Để em coi cửa gì nha. Đó, cửa này, à cái miếng này là miếng nhựa giả gỗ nè. Kính nhôm, ai cửa này chắc là cửa nhôm sinh pha, có kính bên trong nhưng mà chủ họ ốp cái tấm ở ngoài đây để cho nó làm cái sự riêng tư đó quý anh chị. Đó, trên có đèn, trên này là ốp gỗ này, cần gỗ này. Đó, đây là ốp giống như đá quý anh chị ha, chắc là gạch gạch vân đá nè, nhìn rất đẹp luôn. Khu vực này nhìn rất là mê quý anh chị ha. Đó, khu vực này cũng có cái tiểu cảnh chỗ này. Chỗ này là một cái cây rất là to này. Chủ họ có trang trí là mấy cái đèn đó, nhìn rất đẹp luôn. Bếp túi hết tự động. Ở khu vực này quý anh chị về có thể là mình có thể trồng thêm cái cây nữa, còn không để về thôi. Chỗ này có một cái cây rất là to rồi, rất là đẹp cho cái căn nhà của mình đó quý anh chị ha. Rồi bây giờ thì em sẽ vô trong cái mặt trước quay cho quý anh chị xem ha. Đó, cái sân này thì quý anh chị về có thể mình ốp lại ha. Đó, thì trước khi vô trong nhà thì em sẽ quay khu vực vườn trước không anh chị ha. Thì chỗ này chủ cũng sẽ trồng cho mình một cái cây cổ thụ, gốc nhìn rất là to luôn, cây này cũng rất là đẹp quý anh chị ha. Nhưng mà em là không biết cái cây gì, quý anh chị có thể bình luận phía dưới phần mô tả nếu quý anh chị biết cái cây này ha. À, quý anh chị thấy hay nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em ăn nha. Đó, và chỗ này thì đây là cái chỗ nước nè quý anh chị. À, cái hình như là chỗ này là chủ sử dụng nước máy nè quý anh chị, cho nên là có cái motor này, nước máy nào như ở đây thì nước máy cũng có mà nước nước giếng cũng có cho quý anh chị. À, nước này nước cái khoan nè, giếng khoan nè. Nhưng mà ở đây thì nước máy, nước giếng khoan đều có nha quý anh chị. Đó, thì dưới đây sẽ là khu vực sân vườn của mình nè quý anh chị. Sân vườn đó, thì khu vực sân vườn thì chủ họ trồng rất là nhiều cỏ nè, cỏ này giống như cỏ Nhật đó quý anh chị, trong mấy resort ha. Còn cái khu vực bước đi nè là chủ họ cũng là làm mấy cái viên này, hình như là cái viên này là viên đá hay sao, để em coi. Đúng rồi quý anh chị, bằng mấy cái viên đá để làm nè, nó rất là đẹp luôn quý anh chị. Đó, ngoài đây thì chủ cũng có bột bộ xích đu nữa chứ, xích đu nhìn rất là đẹp luôn quý anh chị ha. Hôm nay thì em đi con quay con mình, em không có cameraman theo cho nên em tự cầm máy luôn. Trên đây thì chủ họ làm rất là nhiều hàng đèn nè. Đó, chỗ này thì giống như là chủ họ để làm cái khu vực để là trồng rau. À, trồng rau quý anh chị, có cả bếp tưới tự động đó, quý anh chị về mình có thể trồng rau ở đây ha. À, bên này cũng có cho mình một cái cây cổ thụ rất đẹp luôn. À, còn chỗ này thì sẽ có một cái cây bông giấy nè. Đó, cỏ nhìn rất đẹp luôn quý anh chị, rất là xanh mát, giống như mình bước vô trong một cái resort. À,
Nhưng mà đây là cái nhà của mình. Đây sẽ là một cây nữa này. Còn cái đường điện thì nó đi ở bên ngoài nha quý anh chị. Chủ họ rào lại rồi. Đường điện là đi bên ngoài thôi. Ở phía sau của đó cũng là đất của mình luôn, nhưng mà chủ rào cái phần mà họ đã làm rồi nha quý anh chị, còn cái phần đất phía sau nữa. Họ rào cái phần đất nhà mình lại. Phần không gian nhà. Đó, chỗ này cũng sẽ có một cái cây nữa nè quý anh chị. Một cái cây rất là to luôn. Nhiều cái cây, em không biết cây gì luôn á. Ở chỗ này thì này cũng có một cây bình nước. Đó, thì dưới đây sẽ có một cái hồ sen đó nè quý anh chị. Đó, chủ họ cũng thích hồ sen ha. Đây có hồ sen nữa là mình có thể là nó ra trái rồi mình có thể xuống đây mình hái ha. Đó, nấu chè ăn cũng rất là ngon ha. Xung quanh là chủ họ đã xây, họ làm cái hàng rào sắt B40 rất là chắc chắn quý anh chị ha. Rồi. Xung quanh cái hồ cá mình á, cái hồ sen mình đó là chủ cũng làm cho mình mấy cái trụ sắt đã móc dây sắt qua là để cho là đảm bảo cái sự an ninh an toàn, không có bị mình đi quên đường mình ngã xuống đó ha. Khu vực này thì mình có thể tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời cùng với bạn bè gia đình là rất ok luôn ha. Mình có thể ngồi chỗ này nè, thưa quý anh chị về mình có thể làm thêm cái mái che ở trên ha. Cái mái che ở trên đó. Chỗ này chủ tặng cho mình một bộ lò nướng này, chắc là chủ cũng có ăn nướng ở đây cũng rất là nhiều lần rồi nè. Vẫn còn đó. Có cái bàn nữa nè. Nướng đổ đang ở trên. Ở trên đây thì mình có thể là đãi ăn ở đây. Hoặc có thể lên kia quý anh chị ha. Đó, khu vực ở dưới đây rất là đẹp luôn quý anh chị. Đó. Xung quanh này. Xung quanh cái hồ sen của mình là chủ cũng có trồng cho mình mấy cái cây dừa nữa quý anh chị. Đó, mấy cái cây dừa. Đó. Này cũng có cái cây gì nữa đây. Đó, quý anh chị biết cây gì thì có thể bình luận phía dưới phần mô tả video này nha. Đó. Thì em và quý khán quý vị khán giả có thể là mình sẽ biết được cái cây đó là cây gì ha. Đó. Là quý anh chị dễ dàng nhìn thấy ha. Rất là nhiều cây dừa luôn. Chỗ kia thì sẽ có một cái bụi trúc. Đó, trúc nha. Trước cái phòng ngủ ha. Đó. Thì nhà mình là chủ xây cái nâng nền rất là cao so với mặt tiền đường nha. Rồi cái bước đi nè quý anh chị là chủ họ đi từ cái chỗ cái sân ô tô á là đi qua đây luôn. Rồi xong đi vô nhà mình. Thì đầu tiên vô nhà mình sẽ có hai bên là chủ có trồng mấy cái cây bằng gỗ nè, xong móc mấy cái đèn lên rất là đẹp ha. Buổi tối bật lên rất là lung linh luôn. Chỗ này hai bên là chủ cũng trồng mấy cái cây rất là đẹp nè. Đó, này có cái cây có con hươu cao cổ nữa, chủ làm rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ đi lên trên đây. Đó, nãy giờ thì quay ngoài nhiều, bây giờ sẽ vô trong cái nhà ha. Thì vô trong nhà đây thì đầu tiên bước vô nhà mình sẽ có là khu vực đây là cái hồ bơi nè. Đó, nhà mình nè, chủ hồi xây rất là cao quý anh chị ha. Cái trụ bê tông nè, trên là cái nền trên nè, đổ tắm, đổ sàn rất là dày luôn. Đó. Thèm đi lên ha. Chủ họ ốp gạch sân vườn chống trượt màu xám xám nè, giả đá nè. Đó. Đó thì đây sẽ là cái khu vực là cái hồ bơi của mình nha quý anh chị. Đây là khu vực hồ bơi. Đó, cái hồ bơi nè quý anh chị. Đó thì mình có thể là mình tắm cùng gia đình ở đây. Có khu vực xuống nè, hồ bơi rất đẹp luôn. Đó. Cái này cũng sẽ có cho mình một cái cây khế nữa ha. À, cây khế nè với đèn rất đẹp luôn. Cái hồ bơi thầy thì quý anh chị đó, hồ bơi đây. Hồ bơi này thì em thấy ngang qua là khoảng ngang qua thật chắc khoảng 3m8. Dài qua là khoảng 6m thôi quý anh chị ha. Hệ thống lọc nước đầy đủ. Ở ngoài đây thì mình sẽ có một cái bộ bàn gỗ nè. Thì mình có thể là mình ăn uống ở trên đây. Ở trên này có mái che, chủ là mái che rất là chắc chắn ha. Mấy cái trụ sắt nè, ốp gạch, ốp gỗ. Đó, bộ bàn này. Chủ là một người rất là yêu nhà vườn ha. Đó, khi quý chị mua ở này thì chủ sẽ để là toàn bộ nội thất cho mình luôn. Đó, thì để em mở cái cửa ra. Thêm kề bà cô vừa mới đi về mất tiêu.
nhưng mà do là chủ nhà họ đi họ không có khóa để vô trong nhà, với lại họ cũng không có cho vô trong nhà quay đó, cho nên là em chỉ quay được bên ngoài thôi, quý chị thông cảm nha. Rồi em sẽ ghép một số hình ảnh ở bên trong đó, em cho video cho quý chị xem ha, bởi vì bên trong nó sẽ rất là đẹp quý chị, bên trong đẹp hơn ở ngoài rất là nhiều. Quý chị quan tâm thì cứ lên xem thực tế ha, rồi mình có thể thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Rồi mình sẽ vô trong xem, bây giờ em sẽ quay bên đường bên ngoài ha. Đó thì bên ngoài thì có đường bê tông nè quý chị, đường này rộng khoảng hơn 6 m, đường này xe tải thì thoải mái luôn á. Đó. Đó thì bây giờ em sẽ chạy xe đi quay khu vực xung quanh cho quý chị xem nè. Đó thì cái nhà vườn này thì chủ đang cần nhượng lại với giá là 11 tỷ nha quý anh chị. Đó, quý anh chị quan tâm thì cứ alo cho em dẫn đi xem thực tế ha. Đó, mình quan tâm thì em sẽ mình ân ý, mình thích các thứ rồi á. Rồi quý chị muốn sở hữu thì em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị, mình gặp chủ thương lượng trực tiếp luôn để mình đàm phán cái giá tốt nhất ha. Đó. Căn này thì sổ sách giấy tờ là chính chủ nha quý anh chị. Đó. Sổ hồng pháp lý giấy tờ rõ ràng. Đó. Một cái nhà vườn hiếm hoi tại thành phố Nha Trang. Đó. Đó, mình sẽ đi ra đường này để ra đường đường chính là đường Hương Lộ 45, rồi mình sẽ kết nối về tới ở trung tâm của thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Khó lắm em mới được quay được cái nhà này nữa. Đó, cái đường này là đường nhựa, đường này là rộng khoảng chừng là khoảng 7-8 m thôi quý anh chị, đường nhựa. Đó, hai bên đường mình là cánh đồng lúa bát ngát. Đó. Đó, thì ra đây là mình sẽ gặp đường Hương Lộ 45 nè quý anh chị. Nếu mà hướng tay phải đây là mình sẽ lên khu vực Diên Phú cũng như là kết nối qua các xã của Diên Khánh ra lại quốc lộ 1A. Còn cái đường này là mình sẽ đi về hướng trung tâm của xã Vĩnh Phương của thành phố Nha Trang, cũng như là mình kết nối đi chợ Vĩnh Phương, đi ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương, và một hướng là về trung tâm của thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Đó, đường là ô tô đi thoải mái nha. Quý anh chị quan tâm thì alo cho em. Quý anh chị thấy hay nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em sẽ làm một số hình ảnh mà chủ họ có cung cấp cho em, họ gửi cho em bên trong nhà thì em sẽ gửi cho quý anh chị xem. Đó, coi như là bán đất tặng cái nhà vườn ha, mà nhà này thì mới xây đâu đó là khoảng trước Tết thôi. Đó. Khu đây thì rất là yên tĩnh rồi, cho nên là rất là phù hợp cho anh chị cô chú mình có thể là ở nghỉ dưỡng hoặc là định cư an cư lạc nghiệp tại thành phố Nha Trang mà mình thích. Tầm 11 tỷ thì em nghĩ là rất nhiều sản phẩm để cho quý chị lựa chọn, nhưng mà để tìm một cái nhà vườn rộng hơn 1.000 gần 2.000 mét vuông, có nhiều thổ cư, có hồ bơi, có sân vườn, set up sẵn mô hình nhà vườn nghỉ dưỡng sinh thái mà rộng như thế này thì em sẽ rất là hiếm nha quý anh chị, mà lại lên tới gần 2.000 mét thì rất là hiếm luôn. Đó, thổ cư nhiều nữa. Nếu 11 tỷ bây giờ trung tâm thành phố thì chắc chắn sẽ có biệt thự đó ở, nhưng mà biệt thự thì nó chỉ vài trăm mét thôi quý anh chị, khoảng 300 à, cho dưới 300 mét à. Còn ra ven thành phố thì mình vừa được yên tĩnh nè, mà mình lại sở hữu một lô đất gần 2.000 mét vuông. Thì quý anh chị nghĩ sao? Đó, thì ra đây là mình sẽ đầu đường trung tâm của xã Vĩnh Phương. Cái hướng này là quý anh chị đi thẳng đường này luôn, đi qua cái cầu Vĩnh Phương khoảng 500 mét là mình sẽ gặp đường Lương Định Của cho quý anh chị, là mình sẽ kết nối về trung tâm phố Nha Trang. Đó, còn hướng này là mình sẽ qua khu vực chợ Vĩnh Phương. Đó, cũng như là kết nối tới mấy cái tiện ích lớn của khu vực xã Vĩnh Phương, như là đầu đường vô của quán cà phê này nha, quận Thượng Phước Tây nè. Chỗ này là sẽ là cái ủy ban nhân dân của xã Vĩnh Phương. Đó, Bách Hóa Xanh, cũng như là trường tiểu học. Trường này trường tiểu học Vĩnh Phương 1 nè. Hai bên đường thì rất nhiều các hàng quán kinh doanh buôn bán. Đó, chỗ này thì cũng sẽ có một cái trường học nữa. Đó. Nhà thuốc tiệm thuốc tây đầy đủ. Đó, chỗ này thì sẽ có cái trường mầm non Vĩnh Phương nè. Đó, chỗ này thì cũng sẽ có trạm y tế xã Vĩnh Phương. Rồi bên đây sẽ có trường nè, trường cái chợ chứ lộn.
chợ này là chợ Vĩnh Phương nha quý anh chị. Đó, chợ Vĩnh Phương. Đó, nhưng mà bây giờ em quay là gần 12 giờ trưa cho nên là người ta cũng dẹp dọn bớt cửa hàng rồi. Chứ buổi sáng là đông lắm. Con đường này kết nối thẳng ra quốc lộ 1A cũng như là đi các khu công nghiệp khác của tỉnh Khánh Hòa như là khu công nghiệp Đắc Lộc Vĩnh Phương. Cách đây là khoảng 2 cây. Khu công nghiệp cụm khu công nghiệp Diên Phú là cách đây khoảng 3 đến cây, 4 cây. Đây là bưu điện nè. Rồi. Quý chị thấy hay nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và quý chị thấy cái nhà này phù hợp với mình, với nhu cầu của gia đình mình thì alo cho em dẫn đi xem thực tế ha. Em còn thiếu cái video quay trong nhà thì quý chị cứ đi xem thực tế là mình sẽ vô trong nhà mình coi nữa. Rồi ưng ý thì mình sẽ làm việc chính chủ, gặp trực tiếp chủ, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn nha quý anh chị. Em cảm ơn quý chị nhiều nha và hẹn gặp lại quý chị mình về những video tiếp theo của em ạ. Thấy hay nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha quý anh chị.